Xin chào tất cả các bạn. Sắp tới thì là Tết rồi và mình sẽ phải về quê. Mà mình thật sự là muốn truy ở nhà. Vì là nếu mà mình về hơn một tuần ấy thì mình nghỉ tận một tuần lận. Cho nên là sếp mình vừa mới đầu tư thưởng Tết rất là to, thưởng tháng lương. Cho nên là mình quyết định ngày hôm nay sẽ tìm mua một con laptop mỏng, đẹp, cấu hình cao mà có thể livestream được. Để Tết về livestream cho các bạn xem nhá. Bây giờ thì chúng mình sẽ tìm xem là cái dòng laptop nào phù hợp nhá, để mình mua, mình dùng nhá. Rồi. Đẹp nhờ. Ra cửa hàng xem luôn. A few moments later. Sau một vòng tìm kiếm thì mình đã có mặt tại cửa hàng rồi đây. Bây giờ thì mình sẽ vào xem cái máy mà mình xem khi nãy có phù hợp với yêu cầu không nhá. Chào bạn, mình có thể giúp gì cho bạn được không nhỉ? Em đang cần tìm một cái máy mà có cấu hình cao mà có thể chơi được nhiều game eSports ấy. Thế thì em đã tham khảo trước qua dòng máy tính nào trước chưa? Có, em có xem ở nhà một cái máy màu bạc của ROG. Không biết còn đây có phải là cái mẫu sản phẩm mà em đang tham khảo trước ở nhà không nhỉ? Đúng rồi anh ơi, đây là cái máy này đấy. Thế thì ok, thế thì anh giới thiệu cho em một chút. Đây là dòng sản phẩm mới nhất đến từ Asus. Tên của nó là ROG Zephyrus. Em có thể cầm thử. Mới nhất luôn đấy. Đúng rồi. Ui, nhẹ nhờ. Hiện tại thì đây là cái dòng máy gaming và có gần như là có nhẹ nhất và có cấu hình cao nhất. Để anh giới thiệu qua một chút từ bên ngoài cho em nhé. Như em nhìn thấy thì nó là màu bạc, em thấy nó sẽ rất hợp với cái giá của em. Màu đẹp nhờ. Em thích cái màu vàng này. Với cả là nó rất là nhẹ nhờ, nó không bị nặng đấy. Đúng rồi, với dòng sản phẩm này thì nó vỏ của nó bằng kim magie nên là nó sẽ chỉ là có khoảng chưa đầy 2 cân thôi. Và như em nhìn thấy á, máy chỉ mỏng có 18.9mm. Cái này thì cấu hình như nào anh? Cấu hình bên trong máy thì hiện tại máy đang trang bị sẵn cho mình là chip i7-9750H 16GB. Và điều đặc biệt của nó là có thể up to tận 32GB nếu mà sau này nhu cầu mình cần. Các đồ họa trên máy đang tích hợp sẵn là các NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 6GB, một cái card màn hình rất là mạnh mẽ đến từ thương hiệu nổi tiếng NVIDIA. Hiện tại thì như lúc nãy em nói thì mình đang chơi những cái tựa game bắn súng, thì anh có hỏi kỹ một chút là em đang chơi game gì? Những cái thế game thì em mua về có thể chơi được cả RL, PUBG ấy. Thế thì với những cái cấu hình như anh vừa nói thì em có thể bật được max setting của RL không hình lên trọng tải đến tầm 150 FPS. Với những dòng này á thì nó sẽ, nếu mà nói đơn giản thử cho em chơi những dòng game như ở CS:GO hay là các dòng game như ở Battle Royale thì nó sẽ hỗ trợ cho mình là cái màn hình với tần số quét lên tới tận 240Hz và cái card đồ họa GTX 1660. Ví dụ như em chơi PUBG thì nó sẽ đảm bảo cho em mức ultra setting là khung hình lên tới khoảng trên 80 FPS liên tục. Đi kèm công nghệ GeForce Experience với cấu hình của dòng sản phẩm này đảm bảo cho em sẽ có một sản phẩm khung hình xịn chiến thắng nhanh. Wow. Ngoài ra thì với nhu cầu của em thì thỉnh thoảng em có livestream hay là có game không? Có, nghề của em livestream đấy. Thế thì cái dòng này nó sẽ cực kỳ phù hợp với em. Như em biết ấy, thì hầu hết là những streamer thì hay dùng máy cây đúng không? Nhưng mà cái này anh giới thiệu cho em thì cái dòng này em có thể đảm bảo cho em livestream thoải mái. Con này giá bao nhiêu anh? Hiện tại thì em mua vào đợt này ở bên Hàn Phát thì đang có khuyến mãi khá nhiều, giá sản phẩm là 39.990.000 và rất nhiều quà như kiểu là một cái ba lô ROG này, bàn phím chuột đến từ thương hiệu ROG, có chung là rất nhiều quà và quan trọng nhất là sau này sẽ có bảo hành cho em 2 năm toàn cầu, mình có thể dùng để đi du lịch, đi du đấu hay là bất kỳ đâu, đi du học cũng được, em vẫn sẽ có bảo hành. Cái hình dáng này, màu sắc này và nghe như theo anh giới thiệu cấu hình ấy, với cả việc chơi game ấy thì nó rất phù hợp với em bây giờ. Đúng rồi, như anh thấy cũng sản phẩm này cực kỳ phù hợp với cái nhu cầu nghiệp streamer hay là chơi game thủ như kiểu của em. Bây giờ em sẽ mua về em test thử ở nhà nhá. Về mà không được như anh bảo thì em ra em bắt đèn đấy. Thôi nhất trí. Thôi em lấy cái này nhá. Okay. Em qua bên này nhá. Thế là mình đã mua máy xong rồi các bạn ạ. Mua một mà được tận những 4. Bây giờ thì mình sẽ về nhà để test máy nhá.
mình đã mang em nó về nhà rồi đây. Bây giờ thì mình sẽ cùng test game để xem là có được như cái anh nhân viên khi nãy á nói không nhá. Mở lên nào. Rồi. Bây giờ là vô test game ha. Đây rồi. Chết mà này. FPS bây giờ đang là 226, 212. Rồi chơi rất là mượt nhá. Từ từ xem nào. Sau khi test thử game CSGO thì mình thấy rất là mượt. FPS thì trên dưới 200. Bây giờ mình sẽ chuyển qua test cái game mạnh hơn, đó là PUBG. Xem thế nào nhá. Bây giờ đang là 88, 80, 86. Mình chơi game này mình chỉ đi lúc đầu thôi. Xem nào. Màn hình nhìn nét nhở. Chơi mượt các bạn ạ. Đúng là cung hình xịn chiến thắng nhanh. Tết này mình có máy để chơi game thỏa thích rồi. Thôi kết thúc vlog ở đây nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi vlog này của mình. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người nha.